Nhân 100 ngày mất của nữ ca sĩ Phi Nhung, rất nhiều người thân, bạn bè, khán giả yêu mến cô ở khắp mọi nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm để tưởng nhớ người nghệ sĩ tài hoa. Riêng Hồ Văn Cường vẫn tiếp tục vắng mặt trong buổi lễ của mẹ nuôi. Điều này khiến dân mạng không khỏi thắc mắc, thậm chí có những lời đàm tiếu không hay. Cho tới sáng mùng 6 tháng 1, Quỳnh Trang là một trong những người con nuôi của Phi Nhung đã có những chia sẻ xoay quanh về việc Hồ Văn Cường không đến cúng cố ca sĩ. Nhận định Hồ Văn Cường không đến lễ 100 ngày có thể vì lý do riêng, Quỳnh Trang cũng cho rằng ở nhà hoặc nơi nào đó, giọng ca trẻ sẽ làm gì đó cho mẹ nuôi. Cô cho biết đến tận giờ vẫn cảm thấy hụt hẫng khi không còn mẹ nuôi nữa. Được Phi Nhung nhận nuôi 4 năm là một quãng thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ để hai mẹ con trở nên quen thuộc và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Những năm trước, cứ dịp Tết đến cô sẽ theo mẹ nuôi đi biểu diễn khắp nơi, nhưng giờ không còn nữa. Năm nay không còn mẹ nữa, con cảm thấy rất bùi ngùi, nên chắc đây sẽ là một cái Tết rất khó quên. Còn khi được hỏi suy nghĩ, cảm xúc về chuyện buồn không đáng có liên quan giữa công ty, mẹ nuôi và Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang đã giãi bày. Thực ra, con buồn cho mối quan hệ của Cường với công ty và buồn cho mối quan hệ của Cường với mẹ Nhung. Đó thực ra là mối quan hệ rất tốt, nhưng mà đến bây giờ thì mọi chuyện cũng đã trải qua hết rồi, giải quyết hết rồi. Con nghĩ, cũng như là mong muốn của mẹ Nhung trước giờ, mọi người nghĩ đến mẹ thì nghĩ đến những cái tốt đẹp, những cái cống hiến của mẹ cho cuộc sống này, cho tất cả mọi người, mà không phải những điều tiêu cực. Đồng thời cho biết hiện mối quan hệ của cô và Hồ Văn Cường vẫn khá tốt đẹp. Trước đó, khi được hỏi về lý do Hồ Văn Cường không xuất hiện trong lễ cúng mẹ, Quỳnh Trang thổ lộ, vì những lý do cá nhân và có thông tin mà ai cũng biết là Cường và gia đình của em đã ra ngoài sinh sống. Trước khi đi, Cường có nhờ em là, bây giờ em không cùng nhà với mọi người, mỗi lần chị qua nhà thì giúp em thắp cho mẹ cây nhang. Em cảm nhận được sự đau buồn của Cường trong lời nói, và em nghĩ đó là lòng tôn trọng của Cường dành cho mẹ. Mỗi lần em qua, em vẫn giúp Cường thắp nhang và Cường cũng cảm kích điều đó. Ngoài ra, con gái nuôi của Phi Nhung còn hy vọng mọi người đừng quá khắt khe với Hồ Văn Cường, vì Phi Nhung cũng không mong muốn điều đó, và nam ca sĩ còn quá nhỏ và nhiều thiếu sót. Cường từng tâm sự với em là Cường thương mẹ Phi Nhung như mẹ ruột của mình, nên khi xảy ra những chuyện không hay như vậy, em thấy rất đáng tiếc vì tất cả đều từ tình thương mà ra, Quỳnh Trang nói. Không chỉ tại Việt Nam, mà tại Mỹ các đồng nghiệp và người thân cũng đã tổ chức lễ cúng cho Phi Nhung. Dù đã nhiều tháng trôi qua, thế nhưng sự ra đi của nữ ca sĩ vẫn để lại nhiều niềm thương tiếc và mất mát trong lòng mọi người. Phi Nhung qua đời ở tuổi 51 ngày 28 tháng 9 năm 2021 vì Covid-19. Ca sĩ được hỏa táng ngày 8 tháng 10 năm 2021. Sau đó cho cốt được nghệ sĩ Việt Hương đưa về Mỹ để con gái làm lễ tang. Ca sĩ sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương, nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi. Các bạn nghĩ sao về những lời chia sẻ của Quỳnh Trang dành cho Hồ Văn Cường? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.